Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 trên vùng biển ven bờ Nam Định đến Thanh Hóa đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dưới tác động của hoàn lưu hậu bão, đới gió đông ẩm cộng thêm tác động của khối không khí lạnh, trong sáng nay thì ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh như Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình vẫn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 30 mm. Rất có mưa và có cả tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt ở miền Bắc sẽ duy trì ở mức thấp, thấp nhất về đêm và sáng ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực vùng núi phía Bắc duy trì trong khoảng từ 17 cho tới 19 độ. Còn ở khu vực đồng bằng và cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ 20 tới 22 độ. Từ trưa chiều nay thì mưa sẽ giảm dần, khi nền nhiệt hầu khắp Bắc Bộ tiếp tục thấp, vùng núi và trung du phổ biến dưới mức 23 độ, trời rét gần như cả ngày. Còn ở vùng đồng bằng, dao động trong khoảng từ 24 cho tới 26 độ, trời lạnh. Sang tới ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, nhiệt độ tại miền Bắc có thể sẽ còn giảm thêm từ 1 cho tới 2 độ nữa. Đêm và sáng thì trời rét tập trung vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10. Mùa đông năm nay nhiều khả năng sẽ lạnh hơn, rét đậm, rét hại xuất hiện khá sớm. Hoàn lưu hậu bão số 8 cộng thêm ảnh hưởng của không khí lạnh cũng sẽ duy trì những cơn mưa dông ở các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay. Trong đó ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, tiếp tục sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 cho tới 50 mm. Còn ở khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận, sẽ có mưa vừa có nơi mưa to, tập trung về chiều tối, với lượng phổ biến từ 10 cho tới 30 mm. Bão tan đi, nhưng mưa lớn ở miền Trung dự báo sẽ còn tiếp diễn sang đến cả tuần sau. Nguyên nhân chính là do hiện nay trên giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ, đã hình thành thêm một vùng áp thấp mới. Trong 48 giờ tới, áp thấp này tiếp tục di chuyển vào đất liền. Vì vậy, từ đêm nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to diện rộng. Do mưa lớn kéo dài nên đỉnh lũ thượng lưu tại các sông từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Hạ lưu các sông chính tại Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động 1. Cùng với đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp ven sông. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động ổn định với cường độ trung bình cho đến mạnh. Vì thế trong chiều tối qua, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa. Khu vực các tỉnh Kon Tum và Gia Lai có những điểm mưa to từ 30-50 mm. Còn ở Nam Bộ trước 1 giờ sáng vẫn có mưa rải rác. Sang tới ngày hôm nay, mưa giảm, trời có nắng gián đoạn. Sau đó đến chiều và tối, mưa rào và dông trên diện rộng lại xuất hiện trở lại. Cục bộ ở phần phía Nam Tây Nguyên và một số nơi ở miền Đông Nam Bộ vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam là từ 27-30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to,
gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Đêm có gió đông nam cấp 5, từ ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Đêm gió đông nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4.